BYD We Are No One. Có thể BYD No One tại thị trường quốc tế, nhưng tại Việt Nam thì khó đấy. Xin chào các bạn, hiện tại mình đang ở sự kiện Official Launching BYD Việt Nam. Và hôm nay chính thức thì BYD mới xuất hiện và chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam. Đồng thời với đó, hôm nay thì họ mới công bố giá bán của 3 mẫu xe điện của họ là Atoba này, Seal và Dolphin. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về phần sau nha. Còn đây, hôm nay thì mình mới được diện kiến cái cấu trúc e-platform 3.0 của BYD, một cái cấu trúc platform họ cực kỳ tự hào. Và chúng ta có thể thấy luôn là với cái cấu trúc này và nhờ cái công nghệ pin plate thì cái sàn xe đã mỏng hơn và cái trọng tâm của chiếc xe nó rất là thấp. Đồng thời thì BYD cũng nói rất nhiều về cái khả năng về vận hành khi mà tích hợp cụm pin cell to body của pin plate trên những chiếc BYD, cũng như là về độ an toàn và quãng đường di chuyển sau một lần sạc của những chiếc BYD sử dụng công nghệ pin plate. Đấy, các bạn có thể xem, và mình mong là trong thời gian sớm thì chúng mình có thể mượn được một chiếc BYD và di chuyển xa hơn, chứ không phải là những lần lái thử rất là ngắn ở đây nữa. Còn đây là mô hình pin plate của họ, thì nó chỉ là một cái mô hình thôi, nhưng mà cũng thể cho chúng ta thấy được là một cái cụm pin plate thì nó sẽ trông như thế nào. Thì đây, rõ ràng nhìn nó rất là mỏng và sẽ giúp cho chiếc xe cái sàn nó mỏng hơn, hạ thấp trọng tâm xuống. Đồng thời lại một lần nữa, BYD nhấn mạnh rất nhiều về quãng đường di chuyển được sau một lần sạc khi trên những chiếc BYD sử dụng pin plate, và quan trọng hơn cả là độ an toàn của những cụm pin plate đó. Thì bao giờ có một chiếc BYD mà chúng mình có thể mượn để chạy thử, chạy một quãng đường xa hơn cũng như là sử dụng vài ngày, thì mình sẽ bắt anh Thắng lộn gầm cho các bạn xem về những chiếc xe điện của BYD trông như thế nào nhé. Bây giờ ra đây, ra một cái bối cảnh mà BYD đã sắp xếp, thì đây là một cái khung cảnh rất là xanh, nó thể hiện cho đúng cái tinh thần hướng tới môi trường xanh sạch đẹp của BYD. Đó là một chiếc BYD Atoba đang gắn một cái lều, cũng như là chiếc xe này có thể sạc ngược lại cái công nghệ V2Well, có thể sạc ngược lại, cung cấp điện ngược lại cho những thiết bị ngoại vi để có thể chúng ta có dễ dàng đi camping, đi cắm trại hay đi chơi các thứ. Có thể đấy, đây là một setup của BYD. Cái này là đang sạc ngược lại thật nhá, là cung cấp điện thật nhá. Bây giờ mình rút ra là những hệ thống thiết bị ở đây nó sẽ tắt đấy, chứ không phải là để làm màu đâu. Rồi, nói rất nhiều như thế rồi, vậy thì giá bán của những chiếc BYD tại thị trường Việt Nam như thế nào? Đầu tiên là chiếc Dolphin có giá là 659 triệu đồng. Thứ hai là BYD Seal có giá là 1 tỷ 119 triệu đồng cho phiên bản thấp, phiên bản Advanced. Và phiên bản Dynamic phiên bản Performance sẽ có giá là 1 tỷ 359 triệu đồng. Và cuối cùng là phiên bản chiếc xe Atoba, chiếc xe mà chúng ta quan tâm nhất, chiếc xe mà chắc chắn nhiều người dùng sẽ để ý nó nhất. Nó cũng có hai phiên bản, với phiên bản Dynamic là 766 triệu đồng và phiên bản cao hơn là phiên bản Premium có giá là 886 triệu đồng. Các bạn nghĩ sao về những con số này? Rõ ràng BYD thì có vẻ như nó vẫn đang chưa được lòng người dùng lắm, khi mà đã có những chiếc xe điện tại thị trường Việt Nam có giá bán dễ tiếp cận hơn. Mà cụ thể ở đây mình sẽ thẳng thắn luôn, đó là VinFast. Tại sao mình lại nhắc thẳng thắn là VinFast mà không phải những hãng xe điện khác, trong khi chúng ta cũng đã có những hãng xe bán xe điện tại thị trường Việt Nam? Bởi vì là BYD và VinFast họ bán những chiếc xe điện bình dân, còn Porsche, Audi hay là Mercedes-Benz là họ bán những xe điện cao cấp. Thì phân khúc đấy thì nó là gu mọi người rồi, nó không phải là phân khúc bình dân nữa. Những chiếc xe điện của BYD về khả năng vận hành cũng như công nghệ, nếu như bạn đã xem video của mình cũng như anh Thắng, thì chúng mình đều có đánh giá rất là tích cực về khả năng vận hành của những chiếc BYD, cũng như là về công nghệ, hàm lượng công nghệ trên những chiếc xe điện. Tuy nhiên, ngoài cái rào cản giá bán ra, thì ngay trong cái buổi launching ngày hôm nay, trong cái buổi hỏi đáp, thì bên đại diện của BYD cũng đã nhận câu hỏi rất nhiều từ những phóng viên báo chí cũng như là người dùng, là việc sạc như thế nào. Và đấy là điều mà BYD đang thua thiệt hơn. BYD trong năm nay sẽ mở ra trong tháng này sẽ có khoảng 10 đại lý, và trong 3 năm tới thì họ hướng tới là mở đến 100 đại lý tại thị trường Việt Nam. Và mỗi đại lý thì họ đều sẽ xây dựng trạm sạc riêng tại từng đại lý, cũng như là có những cái đối tác, kết hợp với những đối tác để có thể xây dựng những trạm sạc trên toàn quốc. Tuy nhiên, mình nghĩ là chắc chắn những cái con số đấy là rất nhỏ so với cái trạm sạc mà VinFast đang có tại thị trường Việt Nam. Sau lưng mình là ba chiếc xe điện của BYD, và chúng ta phải công nhận với nhau rằng
chất lượng của họ hoàn thiện của họ tốt này, hàm lượng công nghệ tốt này và công nghệ lõi cũng là tốt. Tuy nhiên nếu xét trên phương diện xe bình dân thì thứ nhất ngoài cái việc giá ra thì hiện tại sử dụng những chiếc xe điện của BYD là chưa thực sự phù hợp với đại đa số người dùng, bởi một vấn đề duy nhất là hệ thống chạm sạc của họ chưa thực sự nhiều và tốt như mà cách VinFast đang làm. Cùng với đó, VinFast thì thường nhiều ưu đãi, không? Rất là nhiều ưu đãi để chúng ta có thể dễ tiếp cận mua những chiếc xe điện của VinFast. Vậy nên lại một thứ nữa khiến cho BYD khó có thể cạnh tranh xe điện trong phân khúc xe bình dân tại thị trường Việt Nam. Thực ra với mình thì sẽ có những người lựa chọn BYD mà thôi. Bởi vì sao? Họ muốn một chiếc xe không phải là xe điện của VinFast, họ muốn nổi bật chẳng hạn, họ muốn trải nghiệm công nghệ mới. Hay là những người đã sử dụng xe điện BYD tại thị trường nước ngoài, những Việt kiều ấy, về Việt Nam và họ muốn tiếp tục sử dụng những chiếc xe điện đấy tại quê nhà của mình. Đó sẽ là những khách hàng mà mình nghĩ sẽ mua xe điện BYD. Tuy nhiên thì chắc chắn rồi, số lượng đấy sẽ không nhiều. Và thực ra là mình nghĩ thì VinFast cũng chả phải lo với BYD đâu, bởi vì là hiện tại VinFast đang vẫn làm rất tốt nhiệm vụ của mình tại thị trường Việt Nam. Còn bạn nghĩ sao về những chiếc xe điện của BYD và giá bán lần này họ công bố tại thị trường Việt Nam như thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Đừng quên like, share, subscribe cho Podcast VN để chờ video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.